lại là nấu sôi rồi à. Nấu sôi rồi là nấu thịt, hấp lại thịt, hấp lại thịt. À, quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con hẻm 259 Lãnh Bình Thăng, phường 13 quận 11 nhé. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ với cả nhà một cái món ăn khá là nổi tiếng ở con hẻm này. Đó là cái món xôi khâu dục nha quý vị, xôi mặn, xôi khâu dục. Đây, địa chỉ là 259 xẹt 236 Lãnh Bình Thăng, phường 12 quận 11 nhé. Cô bán buổi sáng này. Đấy. Đây chúng ta lại đây xem cô bán này. Đây là cô muốn mì sao mà. Con chào cô. Bác sáng lại nữa hả? Dạ. Nay cô mở cửa lúc mấy giờ cô nhỉ? Hả? Cô mở bán lúc mấy giờ? Bán lúc mấy giờ hả? Dạ cô mở từ mấy giờ đến mấy giờ á? 7 giờ. 7. 7 giờ bán đến mấy giờ cô? 8 mạnh mà mày. 8 mạnh mà. Đây cô đang bán cho khách vậy cô ơi. Một phần như này là bao nhiêu cô nhỉ? 35 ngàn một phần. Một phần là một cái miếng thịt này đúng không cô? 35 ngàn phần. Wow. Hấp dẫn quá. Thế hộp môi trúng dầu à? Môi phá xăng, môi trúng dầu. Môi trúng dầu à? Ở tối lạc à? Đó là tối lạc. Đó là tối lạc. Mấy mẹ tụ. Có lối xôi ông chấp lại chạy á. Rồi xôi của cô nóng hổi luôn quý vị. Nóng cơ, nóng nó mới dễ mốc quá. Tại vì nó nguội nó hơi chín nó không có thêm qua trong rồi. Ở đây cô bán được bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Bán mấy đời rồi, bao nhiêu năm? Bán mấy đời rồi. Mấy đời luôn rồi đấy. 100 năm rồi. Một đời tới người đời, một đời tới đời. Bây giờ đi nằm mờ đi bán muối rồi. Dạ. Chín mấy tuổi rồi. Tới con gái bán mà mắc rồi. Mắc rồi. Mấy năm rồi. Mấy tuổi là mắc. Chín 13 tuổi. Đi đâu lỡ lẽ mà bà kia. Lỡ lẽ mà phải vậy. À ngoại là 93 tuổi là mất. Dạ. 93 giờ đi rồi. Mấy năm trời rồi. Nè bà ngoại ngồi đây nè. Dạ. Bây giờ ngồi đây mà thấy tôi bán xôi. Cô gái bán xôi. Cô gái bán xôi. Đi. Đây ngồi đây ai thì mình bán xôi á. Đây là cũng khoảng 100 năm rồi. Dạ. Có rồi. Dạ. 100 năm cũng có rồi. Mấy dạ. Rồi mà, dạ. Mấy rồi, rồi. Dạ. Ăn quen rồi đã biết. Dạ. Bây giờ đã ăn là phải tông lên bảng vậy thôi. Dạ. Có thời gian. Đúng rồi. Làm thì nhiều công đoạn ấy, em đâu có phải dạ. Dễ đâu. Đâu có bán đâu có lên bảng đâu mà. Chưa bán đâu có lên bảng ai biết. Bây giờ dạ. Người ta ăn người ta thấy ngon người ta lên bảng vậy thôi. Hey. Ở đây có cả lạp xưởng nữa cô? Lạp xưởng, chả, chả bông. Xưởng, chả, chả bông đó. Ăn cái gì cũng được, ăn thịt cũng được, ăn cuốn ăn cái nào cũng được. Tôi mặn chưa? Một phần là 35 ngàn. Đa số người ta ăn 35. Bán một phần là 35 thôi. Đúng rồi, dạ. 35 thôi. Bởi vì thịt mắc á, biết không? Năm nay là hiếm thịt, năm nay thì heo lên giá. Thịt lên giá mà. Thịt lên giá mình bán lên giá, thịt không lên giá mình bán thấp xuống. Dạ. Chín đây nè. 8 phần đó mày. Rồi 8 phần. Anh ở đây nè. Đây để có cái bảng này, bảng của xôi khâu dục, xôi mặn. Xôi khâu dục. Dạ. Xôi mặn. Khâu dục là như nào cô nhỉ? Khâu dục là ba giỏi làm đó, thịt ba giỏi đó. Khâu dục là thịt ba giỏi.
công lắm á nè, mua về phải cạo, luộc, chiên, kho, trời ơi, làm tới hả, 30 kg làm tới hả, 12 giờ khuê luôn á, đó là đâu. Dạ. 12 giờ khuê không được ngủ nữa đó, nhiều công đoạn lắm, đâu phải gì mà sắc sắc kho đại đâu có được. Dạ. Ăn người ta biết chứ, mình bán quen mà. Dạ. Mắt khách á, bán đồ giỡn, đó là sự. Ăn đậu phộng không chị? Đậu phộng đấy không? Mình, anh đâu thế là buổi sáng là cô phải dậy mấy lúc bây giờ cô chuẩn bị cái này 4 giờ rưỡi dậy rồi. Sao mấy giờ cô? 4 giờ rưỡi. À 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi sáng là dậy rồi. À 4 giờ rưỡi dậy là nấu xôi rồi. À. Nấu xôi rồi lấy nấu thịt. Hấp lại thịt. Hấp lại thịt. Xôi. Dạ. Có làm xưởng không? Có làm xưởng. Em làm xưởng phải không? Làm xưởng. Này làm xưởng. Làm xưởng. Ủa lúc xong không có đủ rồi. Cứ một một phần xôi là một cái miếng thịt này quý vị, cái miếng này rất là bự nhá. Cô bán 35.000 khá là rẻ. Đây là khách đến ngồi ăn. Có chụp người nha. Cô dễ thương mà, cô bán xôi ngon mà. Già rồi còn dễ thương gì nữa. Già nhưng mà vui tính rồi được không? Xấu quá à. Dạ. À, bữa kia thấy chụp à mà. Hả? À, tao bữa nay lại chụp nữa. Đây xôi cô nấu ngon quá. Ừ, nếp này ngon lắm, nếp này 20 mấy ngàn ký đô rồi. Dạ. Cái này là cô đồ đúng không? Cái này hấp. Hấp, hấp. Cái này là hấp. Hấp, dạ. Cái này ngâm mới hấp luôn. Dạ. Hấp mới ngon, xôi nấu không có ngon đâu, hấp mới ngon. Hấp mới ngon. Nấu không có ngon. Dạ. Có hấp nó vậy là nấu nó nhẹ không. Cái này là xôi hấp. Xôi hấp. Nấu đâu có ngon, có nấu. Cái nấu cái thịt này khó không cô nhỉ? Khó chứ. Phải cả ướp gia vị gì không cô? Khó chứ, vậy sao ăn. Dạ. Khó đã. Ủa gia vị vô á, gia vị mắc lắm á, đâu có dễ đâu. Làm số đen. Ngon ba cháy luôn. Ngon quá. Cho anh vô đây con xem. Quay à. À. Đây. Đó, nhiều người chụp lắm, nhiều người ăn ở tới đây nhiều mắt ăn tới đây chụp. Dạ. Yeah. Không lên mạng quá trời luôn, nhiều không lên mạng. Đã thời gian một thằng tung. Đây có lạp xưởng này, chả này. Năm nay cô bao nhiêu tuổi cô? Nói nhiêu tuổi? Nói rồi. À, 65. Rồi tới 65 tuổi. 65 tuổi. 65 cuộc đời. 6 mấy luôn rồi. Ồ cô sao mấy cô? Cô bao nhiêu cô? 85 rồi. Ủa con đánh đúng vậy?
65 mới dở hả? Ủa vậy á? 66 nè, tin không? Tin không tin rồi. Tại tại cô tóc đen con không tin. Tóc trắng rồi nè, già rồi à. Già rồi đó, tóc mới trắng. Mà 65 nó 66 là hai chị em mà. À dạ. Ủa vậy con đoán chuẩn đấy. Con đánh cái chúng liền nhá. Nó làm gì có sao mấy chỗ là có bạn lại tên ông chân 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 rồi, sắp xuống rõ rồi. Đâu? Sức khỏe tốt không mới xuống nè. Sức khỏe yếu yếu á. Con lấy con một phần. Lấy một phần hả? Dạ đem về. Mang về hả? Mang về, mang về. Mua được khỏe không? Mua được khỏe. Đây bán đi. À, 7 giờ bắt đầu là dọn ra bán á, nhanh á, bán hàng á, bán là rồi giờ lấy hết. Mày ngày dầm á, một tháng nghỉ 2 tháng. Giá là khác ha, lấy thịt bự á, nghỉ 2 ngày. À, lấy con miếng nào mà ít mỡ thôi, lấy con gọi là thịt. Cái này nè, này ngon. Lấy nè, dạ. Lấy miếng bự không? Dạ, tôi lấy miếng này bao nhiêu? Con 35 luôn không cơ? Không, không có 35, cái này bự làm tao 50 ngàn. Không, lấy con 35 thôi. Ăn không hết. Ăn hết thì con lấy con ăn chứ ăn không hết. À, miếng này là không? À lấy miếng này đây, miếng này nạc à. Dạ, không? Dạ. À, miếng dạ. Này ha. Dạ. Miếng cục nạc. Cái miếng có mùi vị vậy á. Và chiên xong để cho nó được. Cái này ngon nè ha. Dạ. Cái này là nước tư, sốt á. À nước sốt. Nước thịt. Mấy cái nước thịt á. Sốt. Mà mỡ hành. Đậu phộng luôn. Đậu phộng. Có ăn ớt không? À, không ăn ớt. Hả? Không. Có lấy ớt không? À, được rồi. Không. Lấy hạt á? Đúng rồi bà. Ôi, kể lấy hạt. Cá mặn mà bà. Đây, mình mua một phần này về nhà mình ăn nha quý vị ơi. Cá mặn à? Cá mặn á, phần này kìm. Ăn cá mặn nha. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Giờ mình sẽ về mình nhà mình thưởng thức. Và xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Vẻ hưởng thụ ở cô. Ừ. ăn lại ngon á, em chưa ăn qua mà phải không? Chưa, hôm nay con ăn lần đầu. Dạ. Từ từ ăn hưởng thụ. Thấy thầy sai rồi mày, thầy sai hầm bôi là chưa rồi. Cá mặn bánh đa kiếm ha, ăn là ngon. À, ai sống đi học có chọn trường cá mặn là chưa ha. Ủa mày đi thế rồi chứ rồi á. Bữa nay lại qua nhà thịt ngon quá trời đi. Mà chi hòa chị em lại. Cái này là dưới này là thịt gì cô nhỉ? Cái này thịt nạc không? À thịt nạc không? Cũng phải là ba giỏi sắt dao trên cái này là thịt dạ. Nạc không? Nạc không nữa. Người ta muốn ăn thịt nạc rồi lấy nạc, muốn ăn hơi có mỡ. Ăn nhiều là nhiều tiền, ăn ít là ít tiền. Dạ. Muốn ăn ngon là nhiều tiền. Thiệt chứ, cái này đúng rồi, mà. Muốn ăn ngon mà nhiều tiền thật mà. Bây giờ mình đi chợ cũng vậy thôi. Dạ. Muốn ăn đồ ngon phải bỏ tiền ra, muốn ăn đồ ngon bỏ tiền ra đi đâu mà lấy. Tiền nào của đó. Dạ. Anh ở đâu tới rồi anh? Con ở Tân Phú. Tân Phú hả? Dạ. Không có chạy xe lại hả? Xe có xe con đây nè. Đẹp trai lắm á ha. Cảm ơn cô. Đẹp trai á, thấy đẹp trai cho mấy tuổi rồi năm nay? Con 30. 30 hả? Rồi trẻ quá vậy. Có vợ dạ. Chưa? Con có vợ rồi. Có mấy đứa con rồi? Con chưa có bé nào mới cưới. Tôi tưởng chưa mới cưới chưa có vợ. Tưởng chưa có vợ mà làm mai chứ. Làm mai đưa cô làm mai cho con đi. Cái vợ là làm mai nữa muốn chặt đầu hả? Muốn nghe muốn chép anh á. Làm mai làm bạn được rồi. Dạ. Muốn em chặt đầu phải không? Làm mai làm bạn được rồi cô. À. Dẫu giống dẫu cái dẫu dẫu cái tiền dẫu chắc là mình có chuyện gì ta không tin chi. Muốn phần sáng mà mới học. Thấy cô bánh ngon quá cứ quay hoài. Không muốn đi hả? Không muốn đi luôn.
Hai cô vui tính á. Vui à? Dạ. Vui chứ, nói buôn bán mà có mặt hồng hồng chắc là ma cũng chạy. Buôn bán mấy mặt hồng hồng ma cũng chạy nữa. Ơi, nha, bây giờ thì Nga sẽ thưởng thức cái món xôi khâu dục này, xem thử cái hương vị nó như thế nào nha. Hôm nay thì thịt ba chỉ rất là mắc, cho nên là hai miếng này là nghe ông xã bảo là 35.000. Thì bây giờ thì thôi, Nga cũng không sẽ không nói giá nữa, mà Nga sẽ xem thử là hương vị nó như thế nào trước đã. Đây. Nga ăn sẽ ăn miếng nạc trước này. Đây này. À, sao cái tay bị đau ta? Chắc gì cái này, cái thịt này á, như có ngũ vị hương ở trong á. Trong có cảm giác giống thịt hộp mà Tết là mình hay nấu rồi nhờ. Tết mà mùa đông ở quê Nga thường nấu thịt đông hả? Thịt đông á, kiểu kiểu thế. Đấy mà. Xôi ở trên này được rưới một lớp phải gì nhỉ? Hành gì trong nhỉ? Hành phi, mỡ hành á. Mỡ hành, mỡ hành. Đó. Bình ngược hả? À, kì nhỉ. Đây này. Cái này thì Nga thấy là chiên sơ qua rồi. Nga sẽ ăn một lớp da xem thử nó như thế nào nha. Đây, đây cho cả nhà xem. Đó. Nhìn thì nó có vẻ là khá, nhưng mà ăn vô thì thơm ngon lắm cả nhà. Nên một phần này so với mọi người ăn là khá là nhiều. Nếu mà ăn á thì em nghĩ phần này chia ra hai người thì sẽ vừa hơn, còn một người nhiều quá. Thôi nha. Gì ta? Nó có bị nghiêng ngả không? Không có rồi nè. Nãy Nga cũng có ăn sáng rồi. Thế Nga sẽ ăn thử để cảm nhận hương vị để chia sẻ cả nhà thôi. Thật sự á, với phần này mà nói 35 ngàn thì Nga nghĩ là nó rẻ. Rẻ so với giá và rẻ so với chất lượng nha. Nhưng mà cái phần này thì có thể hai người ăn được chứ không phải là mua cho một người ăn đâu cả nha. Nè, một lớp xôi rất là nhiều chứ không phải là cái xôi mà xôi mặn mình mua ở ngoài đường mà cái hộp xíu đâu. Mà đây là một hộp lớn luôn nha. Mà xôi cả nhà biết rồi ấy, ăn là rất là nhanh no. Nó sợ ăn không hết á. Để đến chiều về cảm giác nó không ăn được nữa. Phải bỏ tủ lạnh lắm, chứ để ngoài kiến lắm. Ngon không vậy? Ngon. Thử miếng ăn. Thử miếng ăn. Răng hả? Lấy răng hả? Chưa, anh để mua cho vợ mà. Thương vợ mà mua cho vợ. Ghê quá. Hay ngán hả? Ừ, hay ngán. Cái này phải 2-3 người ăn kìa. Để nó nhanh no, xôi ấy. Có đậu phộng, xong ăn một miếng đi. Sao vậy? Đó. Ăn thử miếng thịt thêm cảm nhận như thế nào nhỉ? Ngon là miếng thịt á. Giống như thời ở quê có dỗ mà ăn xôi á, mà hay ăn phát xôi trắng á nhau nhá. Thử miếng thịt coi. Ừ. Này, cái này ba chỉ nha. Ừ. À. Đúng rồi. Ba chỉ cho quý vị. Thịt nhìn hấp dẫn đúng không? Đặc biệt mấy anh mà thích ăn thịt mỡ, ăn cái này
khoái lắm. Tết á, cái thời kia. Nhưng thử miếng nha. Nói chung là ngon nhưng mà hơi ngán. Rất là ngon. Ăn một cái hộp xôi này chất lượng. Mời ăn đi. Ngon. Nãy lỡ ăn sáng chồng mưa sao chồng mưa chồng phải gọi cho vợ trước biết không? À. Chắc chào cả nhà chồng ơi, để vừa ăn thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhá. Nói chung là xôi này rất là ngon, chất lượng. Một hộp xôi 35.000 chất lượng. À, xôi của người Hoa cả gần cả trăm năm ở Sài Gòn này nhá quý vị ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Rồi, hai vợ chồng bye bye cả nhà nhá. Chào. Thả tim.